Chào bác, hôm nay 24 tháng 2, 2018, tháng Euro lại tiếp tục về đồng con 7825 mã, rất là đẹp. Một con âm ly rất là hot. Hot quá, đâm ra bây giờ giá nó ngất ngưỡng rồi, nhưng mà vẫn phải nhập. Nhập về phục vụ các bác. Các bác không lấy thì em lại để em nghe. Dòng này thì nó được cái là âm sắc nó hay. Ba tem nó chỉnh lên nhiều, đánh được nhiều loại loa. Nhưng mà bây giờ thì đắt lòi ra. Không giới thiệu thì cũng không được, mà về thì vẫn phải giới thiệu cập nhật để các bác biết. Giá đắt nhưng mà hỏi nhiều nơi lại chẳng có. Thực ra thì con 7825 mã này các bác cứ kháo nhau nhiều thì giá nó đẩy đội lên thôi. Còn đương nhiên là nó cũng có cái phần hay ở đó là cái âm sắc của bát tép này nó rộng, giá âm sắc nó rộng. Nó chơi được nhiều loại loa khác nhau. Mặc dù công suất có 155W thôi. Nó đánh được rất là nhiều loại loa. Em đang ghép với cặp Ubuntu D77 200W một chiếc. Bát 31 26 cân một thùng. Các bác đừng có cộng số học, ví dụ âm ly bao nhiêu watt xong rồi chia ra loa, cái đấy nó không phải. Còn âm ly phiên 7825 mã về thằng audio 24 tháng 2 2018 rất là đẹp. Thực ra dòng này đặc biệt là những anh em mới chơi thì chơi bọn này nó rất là lành, và hai là mới chơi thì rất là ngại về chuyện phối ghép, thì con 7.8 này thì mua nó thì nó được điều trị rất là nhiều các dòng loa, nghe tiếng nó dễ nghe, còn hay thì nó cũng chưa chắc đã hay đâu. Với những cặp tai kỹ tính thẩm thấu tốt thì nó cũng dạng bình thường thôi, nó nick tai với những anh em mới chơi, bát tép còn sắc nó lên rất là nhiều. Các bác có nhu cầu con 7.8 25 mã thì điện cho em nhé. Lưu ý ngày hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2018. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.